chứ tình đâu dễ mua bằng tiền đâu. Nghe mày hát không sao? Đi cùng nhau. Mày hát sáng tác hay không? Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Làm biết được. Dữ rồi. Mẹ tao biết chưa không? Ai ố đi mà. Mày muốn mày biết chưa không? Mày tao liếm à? Tao liếm à? Mấy thằng chó này phải trước tụi gà dữ mày. Mấy thằng chó phải trước gà dữ mày. Mới chuyện làm nghỉ mẹ hết đi luôn. Mới chuyện làm nghỉ mẹ mất đi tưởng đi. Mẹ. Mời hết đi. Đó là mấy thằng tài với mẹ. Tài với mẹ. Mày coi ai đó? Coi ông bảy bén. Tao lại mày. Ủa é mày coi giờ tao thấy tao sợ đâu mà tao nói coi. Chứ gì vậy quá. Hay là anh muốn cho anh? Không thật thì không làm cho tôi luôn. Đấy là nãy giờ cái cảm xúc mà anh khi anh bị coi nãy giờ thế nào? Tức mày đúng không? Tức giận đèo đâu sao? Chút là đái. Ví dụ như chút nữa anh hiểu không? Em sẽ chơi một cái màn coi này nè. Chút nữa ông bảy ghé vô anh em mình bắt trước. Em chơi sẽ chơi trước một cái trò chơi. Bắt trước hành động của anh. Khi mà ví dụ như anh nè. Chút em cho thành đạo dưới một chút chơi. Nhưng mà sẽ là bắt thêm cái thiếu nè, bắt trước lời nói và hành động của anh Quốc. Chúc là khi mà anh chữ mày ghê là hai người này sẽ bay vô chữ mày ghê. Quýnh là bay vô quýnh luôn rồi. Anh chỉ cần chơi là hai người này sẽ bắt trước anh á. Bây giờ quýnh tình trạng tôi thấy cháy. Đây, dần đây nè. Đây nè, trước là nói hành động của Quốc nha. Đúng rồi, đi về trước luôn đi chung. Mấy chút nữa tôi đập vào gớ nào, ông nào ông đập gớ nào luôn nè. Cái của ba đó, trước lời. Lời nói về hành động. Mấy hay này. Đúng rồi. Quá quá bài tay nha. Quá. Bài này. Đấy. Đây cái tờ đây. Thấy chưa? Đây mọi người xem. Bắt trước lời nói về hành động của Quá bài tay. Giờ hai người đây là phải cầm hai cái phiếu này. Tổ chức ở là chỉ đâu bóc cái tờ khác, hiểu không? Bắt trước lời nói, ví dụ lỡ mà bóc cái chữ mà bắt trước lời nói hành động của ông bị gì ạ? Thì mình đổ ngay cái tờ đây. Để thế nào anh em theo ý anh được.
chết mẹ luôn. Bé thằng bay vô quấn luôn. Tôi lấy ly tao cái luôn nha. Giờ nó khác nha, hai tao đại, hai tao đại, hai tao giữ nè. Má thằng quần tao ra lâu nay tao quấn không được, lâu nay tao quấn đúng rồi, đúng rồi. Ông chỉ theo tôi. Nó quấn bị vậy cho nó biết một lần trận. Dạ. Dạ mất dậy lắm. Má nó bị già, nó tên bị già là phải bị chó đâu mà. Đây, tôi ở đây là cho xanh đâu, bị cái trước là nói hình đồng của quốc thằng Tan nha, hiểu không? Ok ok. Tôi ở đây là mày phải là giữ nhân xanh, hiểu không? Ok ok. Mày phải hiểu thân. Ờ, không như thằng cha. Đâu giờ em sẽ ghi. Giờ em sẽ ghi những cái tờ phiếu là bắt trước là nói về hành động của quốc và về bắt trước những là nói hành động của bị già. Rồi tao thả nó. Đâu đã ghi. Sao này cái quán này là cái chùa vậy? Sao không đứa nào nói gì hết đây? Sao này quán hay chùa vậy? Chùa sao rồi? Rồi. Quán cù. Quán cù đồ. Nghĩ anh cù đồ. Cái má mẹ nó mấy thằng điên này. Má mẹ nó mấy thằng điên mày. Vậy rút cuộc làm gì? Vậy rút cuộc làm gì? Mấy thằng điên lại gì đây? Tao giờ mẹ nè. Tao giờ mẹ nè. Tao giờ mẹ nè. Rồi ok. Đầu giờ thì sẽ là trò chơi hiểu hiểu hết rồi chưa? Đó. À, hai người đã bắt ông nội không? Các bạn đó cái kìa. Tao xanh lỡ lụm cái dưới đất luôn em. Đang bắt tao coi thử. Đỡ đỡ hai đó coi xong nhiều chuyện hay. Giờ nghĩ ai? Chừng một trong hai người thôi. Bắt trước là nói động là một là quất hai cậu ấy. Những thằng ai mà ở ác thì nó ráng chịu thôi. Quay đây đưa cho ông xem nè. Cho nào coi thử bắt lời nói và động của ai nè. Rồi coi thử. Đây. Nào. Tao đưa nói cho xanh chứ xanh. Sao là bắt trước lời nói là đồng của cậu ấy à? Cậu ấy à? Ý là nó không biết chữ. Con biết chữ đâu. Đồ mày nói cho nó hiểu chứ ông nội. Con cho nó đi học. Đúng rồi. Con giờ cái chữ. Đâu giờ mình sẽ đỡ đây. Đâu giờ là chỉ có việc là nói gì về làm theo thôi. Mày gửi từ đứa nào là trước mày dưới này là đấy. Vô nè làm cho Dũng nè. Bắt trước ơi nhìn cho kỹ cho Dũng nè. Chết mẹ rồi. Lâu giải lên. Chết rồi, chết mất rồi. Tao đâu rồi. Biết chờ không? Anh đậu gì? Ông nếp lên tay cùng ai? Trời đó, thì nó làm sao ai giúp được? Đâu có quan tâm. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Mày mình đang đang trâu không? Mày đang trâu rồi, đang trâu vậy mà ngửi mẹ đây. Cậu bảy đông hơn mà sợ. Cậu bảy đông hơn mà sợ. Cậu bảy đông hơn mà sợ. Đợi giới rồi. Chua lì đồ. Mấy người mẹ này. Nó châu. Mấy người mẹ này. Châu thiêu phim rồi. Cậu bảy đông hơn mà sợ. Đúng cậu bảy đông hơn mà sợ. Đúng chết rồi. Đúng chết rồi. Quá đau. Đúng chết rồi. 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 Gầy vậy mày. Không phải còn nghe em nói không á. Sao? Mày nó bị lỡ chút mày nó bấm lụng. Mẹ mày chờ tao sao vậy? Không có, tao lỡ 5 phút hết liền à. Chứ mà mẹ mày 5 phút tao nhầm chuyện luôn á. Không phải tao anh chờ. Không phải tao anh chờ. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Leo leo cái cây. Mua lì đồ. Chào luôn á, chào mẹ thằng luôn á. Chào mẹ thằng luôn. Chào luôn. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Mấy nó chào lẻ mày mất chào lẻ mày chào mình chào mà mày rồi chào bé thằng nhát. Còn mày nói vậy. Chào luôn uống luôn đó. Chào. Mẹ nó nghe lộn, tôi muốn đàn kia ông luôn. Ra đi, cậu bảy con hết 5 phút rồi kìa.
Hết tiền tre mày, mày giờ đeo đồ thừa mày không? Giờ lấy cái tờ hành lên mình nha. Giờ lấy cái tờ hành lên mình nha. Đáng rồi, cố gắng lên quá. Giờ lấy được, đáng lên quá. Đâu rồi, đỡ tao vô, lấy tờ. Hai tờ tờ thật. Cái gì vậy, gì nói trước nó sao vậy? Nói trước nó sao vậy? Thôi đi vô đây chơi, màn hai vô đây chơi. Ai xây á, giờ giờ, đỡ sạch vào trước đi. Đỡ sạch vào trước đi. Tới cậu Bảy, tới ông chú này. Cậu Bảy, chúc mừng, nhớ tăng chậm thời gian nha cậu Bảy. Đấy là cậu Bảy, chúc mừng cậu Bảy nhớ là tăng chậm thời gian nha. Đúng. Đâu, giờ về đây, đứng này, giờ ba đứng ở đây. Đâu, giờ bắt đầu là chỉ từ giờ nha, trong vòng 5 phút nè. Anh em phải biết nếm mấy cái hòn quá, biết nếm mấy cái hòn kiểu á. Mà chưa thích gì anh ta đâu mà. Đâu, đâu, ok. Không biết giờ ai thêm mình ta. Biết giờ ai thêm mình ta. Chắc mẹ rồi mấy nghe. Chắc mẹ rồi mấy nghe. Đâu? Mày về rồi sao chưa chết? Mày về rồi mày sao chưa chết? Mày về rồi sao chưa chết? Hôm nay ta sẽ thấy cho mày thấy thế nào là lỡ độ. Hôm nay thấy cho mày thấy thế nào là lỡ độ. Tao tiêu cậu Bảy tôi đâu, tao tiêu cậu Bảy tôi đâu. Tiêu cậu Bảy tôi đâu. Mày tin ba thằng đẹp trai quấn thằng xấu quá không? Thằng chết cậu Bảy ơi, cậu Bảy ơi. Người chào chào đi. Người chào. Người chào. Ba thằng chào cái đống vậy cho mình chào. Đống thằng chèm cái mẹ mẹ. Mày thấy mày sợ ra chưa? Mày sợ tao chưa? Chết rồi, chết mày nghe rồi. Mày nói ba thằng đẹp trai chưa? Nói ba thằng đẹp trai với thằng xấu. Đừng ái tao, đừng ái tao. Đừng ái tao. Đứng lên. Sao? Sao? Mày điên mẹo. Ông làm gì con mẹ không? Mày đứng lên. Nó không hiểu, nó không hiểu anh quá không? Sao hàng đây dưới mày? Sao hàng đây dưới mày? Mày làm vậy? Mày làm vậy? Theo tao. Theo tao. Sao làm vậy? Ờ, đâu á. Mày giờ túng mà thấy này bị ghê. Giờ túng mà thấy này bị ghê. Đừng muốn tao. Đừng muốn con mắt nào. Đừng muốn con mắt nào. Đây là thằng tao không? Đỡ. Đỡ vàng tao không? Má tin không? Má tin không? Tin không? Má điều mà tát một cái băng này. Tát ngay cái băng rồi. Bây giờ mày muốn cát đúng không? Muốn cát đúng không? Ngu. Ủa sao hai bạn cát? Đi vô cát chứ. Hay là giúp hàng cũng thi đúng không? Chát rồi. Mẹ. Là sao? Không hiểu gì ở đây. Không hiểu gì rồi. Chú mày chết rồi. Chàng quen là sao vậy? Quen là sao người ta? Cái gì vậy quá? Sao tự nhiên nó nói là nói tao mà em không biết mà không biết là chọn đối gì nữa này. Là sao không hiểu anh? Là sao không hiểu anh? Bỏ lại mày cái gì tao nó bỏ đi anh quá. Mấy ngàn luôn. Cái gì sai em quá. Hồi nãy mày bàn ý tưởng sao? Hồi nãy mày bàn ý tưởng sao? Biết đâu. Trời ơi sao? Sao sao? Đâu. Vậy? Sao vậy? Tao cũng đâu hiểu rồi đâu. Bắt đầu nói nó mới chứa tao ưu xìu quá. Sao hành động nó không biết cái gì? Biết đâu. Sao không biết cái gì? Đó nè, hành động mà xong là vô rồi nè. Vô rồi. Mày có hít đất quá thơ tợ nó ngu thằng chó đây mày thơ nó ngu quá à chó này ngu quá thầy nó thấy ngu quá em biết đó em bó tay ạ à. Ủa sao nó nói sao được sao được quay gì vậy sao vậy sai mẹ quá là sao nó tự nhiên là nó nói là hành động là tự nhiên là nó sao quấn nó sao chạy đâu
Chết mẹ rồi. Giờ anh cứ làm cái gì cho anh mày cái gì là mấy đứa sẽ bắt trước anh làm sao đâu. Mẹ làm gì? Mẹ làm gì? Đụng bắt trước anh đồng quá quắc mà sao lẹ ra. Cũng gì đấy, đúng rồi. Sao không cứu? Cứu rồi. Muốn Anh Ngu. Ai hút gì mà? Đi đâu vậy? Con lại tờ giấy. Con lại tờ giấy. Biết chữ không? Đâu. Biết trước lời nói của Quốc về hành động cua bảy giờ là sao? Thì đúng rồi vậy, nãy giờ đúng rồi, đã làm đúng mà, bắt bóc từ rồi đúng không? Cái lời nói thì tao còn hành động thì mày ghẻ đó. À, hiền gì vậy, hiền gì lời nói. Đâu mày đi mày không? Mày cho mày gãi của tao mày. Gãi gì? Hai người bóc từ phiếu đó. Giấy này hai tờ giấy này mày đưa bóc độ lời nói hành động quá. Anh ơi. Quả sao vậy? Đây. Quả nãy anh đưa ổng tờ nào? Ở đây. Bắt trước lời nói hành động của bóc mà tao nãy. Vậy nên hai người đã rút lộn tờ phiếu sao biết được. Xong chưa? Chứ mày gài tao đúng không? Phải gài đâu. Mày sao lúc thì không có gài anh Quốc. Lúc hai lần mày gài hai thằng cái bốn tờ giấy là sao? À, không, cái đó này em mới gài mẹ anh cố tình ạ. Không, cái đó này em mới gài mẹ anh cố tình ạ. Chưa, 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 chưa,